Cứ rẻ Má bình luôn tĩnh. cao, má rồi 20, 13 10 rồi. Rồi, kiểu 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 như tí nữa tới xong rồi tao cầm cái cây lại này quên tao tao đâu rắc nước quên tao rắc nước thánh lên đầu mày với lại cô à, dâu. nãy nhìn đi cô bắn cây AK bắn thua cây DE Cái cây này mà à, quật một cái biết rồi má ướt nhẹp hết như đi mới tắm mưa vậy đấy. Làm bà như được chúc phúc cho nhiều. Cô hàng đi. Ủa bao nhiêu cháp vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À 8 cái hả? Rồi đi nào. 700. Đi vô hàng đi. Một hàng đi. Hồ đề, hồ đề, hồ đề. Đi đi chuẩn ơi. Có nhạc Avenger không? Đang cái đéo 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 được nhạc. Rung quá, rung quá, rung quá. Bên 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 nhà gái có em nào mà lem không? Gì có máy bay cứu thương nữa vậy? Ông già để tướng binh dịch hai đi ông già. Để tướng binh dịch hai ông già. Ê, Thanh Dương, em nhìn đi. Dừng, dừng, dừng. Stop, 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 stop. Nhiều PD quá mày ơi. Không sao. Stop. Đào, đào, cứ đi đi, cứ đi đi, không sao đâu. Mở nhạc đi, mập ơi. Hả? Mở nhạc đi. Rồi, xuống. Ngon đi. Quýt hàng thôi. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Đứng lại vào hàng với mi đó. Còn kịp, còn kịp, còn kịp. Trong lúc đợi mở nhạc làm sao làm hơi nữa, làm hơi nữa. Phải làm hơi nữa. Vậy vậy vậy. Gung quá, gung quá, gung quá. Trời ơi, đông quá kìa, con dâu kìa, con dâu ơi. Ok. Đi, nhặt lộn vậy. Ơ. Đi 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 đi. Sao cho nó có giai điệu được rồi, cho nó melody. Tao cam này bị hợp pháp rồi hình nha. Tại như bây giờ trong tao đám cưới là cười rồi. Hello. Đi tù. Ủa lên em. Má cái gì em khó chịu rồi. Chuẩn bị, chuẩn bị bỏ chạy rồi nha, chuẩn bị dùng cái hồn chạy nè. Chuẩn bị cáp chạy nè. Hello. Chào sếp. Hello, bên đàn trai đây hả? Đúng rồi, sếp. Sao mà xin lỡ nhìn thì ngứa mắt quá ta. Hẹn một cầu cao rồi. Lỡ người ta mà, kỳ quá. Rồi, anh mập tắt tắt chuông điện thoại đi. Tắt nhạc đi. Tắt nhạc đi mà bao dừng lại đi, dừng lại đi. Dừng lại, dừng lại. Rồi. Đang nhìn cái gì cả? Alo. Quay qua. Quay đâu? Quay phải đi. Đằng sau lưng mập ơi. Quay phải. Đi mập bao nhất đi mập bao. Giữa đi sao nè. Rồi mập bao. Ok. Là luôn đi. Giữa luôn về phía sau bưng nè. Kinh thừa giáp cho mọi người gái giáp này nó lạ thiệt lễ lạ quá ấy mọi người im lặng dắt cái anh mập kìa anh mập không thấy được kìa lùi xuống không đi lắm nào dẫn đường cho Ngọc coi nó bơi không thấy đường kìa. Mấy cái chóp này tí để bên BD giữ giùm cho ha. Rồi xuống mọi người. Này xuống. Hồi okay. Giao cho nhà gái hết nè. Giao cho nhà gái. Im lặng đấy, cũng tao nè. Nào cho tôi. Em không biết ai là đại diện nhà gái đó nha. Ai đại diện nhà gái kìa, ai đại diện nhà gái. Ê Leo. Ok, chào cậu nha. Cậu đâu vậy? Cậu đâu vậy? Cậu đâu chậm đúng không? Đúng rồi. Đéo đổi. Để quản đi. Tôi nhà gái. Thì tôi là ông của cậu kia im lặng rồi không vậy? Chuyện là cháu tôi á là hôm nay á là muốn tới đây tới nhà gái. Xin rước con bé kia về nhà.
Thì chúng tôi đi từ nhà qua thì không có gì nhiều. Thì chúng tôi có 9-8 cái xin rồi nói đây mấy sẽ bị chết. Đó thì xin nhà gái mong nhà gái nhận cho. Ok, cảm ơn nhà gái rất nhiều nha. Để tôi sẽ Ok rồi mình nhận đi chứ, mình kêu phụ dâu lên đối mặt nhận. Có gì mà nó to hơn tí được nha. Bình thấy tại máy bay không mày. Phụ dâu bình bình bước lên nhận quà nha mọi người ơi. Mọi người tiến lên một bước nha. Sao nay anh Tiên ngại ngại gì anh Tiên? Sao nay ngại không vậy? Hồi hộp lắm, lần đầu. Gì vậy? Sao đỡ anh mập bưng cái đó vậy? Chỉ đường cho ông Ngọc kìa. Làm hơi nữa. Gì vậy anh Minh? Gì đâu? Mọi lộ mùi dính cái bột, dính gì vậy? Không gì. Qua đỉnh. Ai mình đưa quà xong mình ôm luôn nha. Ôi ai phụ gửi? Mà phụ gửi hả? Đợi cái chắp. Ê chà, lấy mấy cái chắp này cùng cái bài quá. Trời ơi, cái máy kìa, coi cái tay bé kia nó cơ nó nổi lên kìa. Mấy kia ác vậy ta, chắc bái kia dành đầu mập rồi. Chép này đã quá ta. Mà chỉ có bái kia bưng nó mập thôi. Chép này nó nhạy cảm quá. Rồi, khỏe. Ấy rồi chứ hồi có cái vụ ném hoa xong rồi ai chụp được xong người đó cưới tiếp theo không ta? Có món bông không dạ? Không. Có rồi chơi. Hoài giờ vậy có quả bom C4 hay giờ ném quả đó được không? Thế nào chụp được? Cưới trên thiên đàng. Nó cũng kỳ chút nha. Hết rồi, hết to rồi. Lúc đó mình ném dài cũng được. À ném dài đi, đó là mình ném dài. Hợp lý, lấy dài cô dao ném đi. À, người quen nè. Cầm đỡ rồi lát trả lại. Dạ. Xin chào anh, tao là Vinh Giang. Ủa, cái Vinh Giang nữa. Cái gì vậy? Tao là người có vợ rồi nha anh. Cái dàn cháp này hơi bị lâu đó, cái dàn cháp này hơi lâu á. Vậy giờ mình à mình nói một câu xong rồi mình lên nhà thờ làm lễ nè. Cô dâu ý chú gửi lên máy bay nhá. Chủ trì mà bên phù rể đã hoàn thành nhiệm vụ trao cháp cho bên phù dâu chứ. Rồi thì giờ cũng xin bên nhà gái là đưa là xin dắt cô dâu lên thánh đường làm lễ đó. Rồi ok nhà trai nha, giờ mình bắt đầu di chuyển luôn ha. Má đánh chợ nãy cứ bắt ghê quá, đội má 19 lên thành 16, 13 ở đó hay cô biết à. Chống nạnh vậy hơi kỳ không? Vô ác vậy, mày tính ra mua rau à? để tôi phụ trách mở nhạc cho. Thôi, được mày đi xuống cho tao cái. Được rồi, mày đi xuống. Tao xin đấy. Mày chờ mày chắc đến sáng mai. Bây giờ mày giả vờ mày ngồi xuống mày sợ hãi được không? Cái gì vậy? Nghe đại hơi run. Sao đâu? Bảo mày. Thở đi. Ủa, giờ tao đẹp quá. Thở vô. Đứng dưới tôi ơi, đứng dưới này nè, đứng đây nè. Trời quá. Rồi kìa, coi cô dâu đi, cái tướng chợ luôn mà. Đứng đây nè. Đứng chỗ ông đứng đây nè con. Đứng trước cái bàn á, đứng trước cái bàn này nè. Đứng hai người đứng trước cái bàn này nè. Ok. Dẫn dù không chào tay vậy sao được ta. Xin tao tắt nhạc. Nắm tay. Cái gì? Mày hả mày? Chỉ, cỡ gì? Ý là nắm tay.
bartender đi, đứng gần gần lại bartender, cầm tay nhau đi. Cầm tay em. À. Cầm tay anh thật chặt. Rồi đó. Ủa? Cái gì vậy? Sao muốn tay vậy? Đợi đi con. Ok, dạ, đợi con. Cái này sao muốn tay à? Chắc chú rể kiểu mà lần đầu. Hợp lý rồi, hợp lý rồi. Đẹp đôi quá. Lộn mấy. Cái gì mà đi? Trời ơi là trời. Cướp dâu. Cha sứ làm cái điều mà anh thấy. Bảy dương, bảy siêu. Con mẹ thì cha sứ. Tụi con không thấy gì đâu trời. Cha sứ đi tới lắm rồi. Con bị mù. Tụi con bị mù. Bảy bị ước. Ok. Mọi người im lặng, mọi người an toàn nè, mọi người an toàn. Kính thưa quan viên hai họ. Kính thưa nhà trai, nhà gái. Chúng ta có mặt tại cái thánh đường ngày hôm nay để đứng chứng kiến một cái ngày rất là long trọng của anh Chu Nhi Hờ Ti và cô Becky. Ngày hôm nay là một ngày rất là trang trọng khi mà chúng ta có mặt tại đây. Mọi người đều mặc rất là chỉnh tề, mặc đồ rất là đẹp để chứng kiến cái hôn lễ mà gọi là cái hôn lễ chắc là lớn nhất thành phố từ trước tới giờ. Thì một chút về anh Chu Nhi Hờ Ti á, thì anh Ti là giám đốc, người cầm cổ phần của Benny, một người khá là khiêm tốn về cái số tài khoản trong ngân hàng của anh ấy. Thì anh ấy chi rất là ít tiền cái lễ này. Anh ấy chi chắc tầm có vài trăm triệu à. Và mọi người cũng biết là cái tấm lòng của anh ấy đối với cô dâu rồi. Không đủ nhiều. Út đủ là chở hết. Đúng vậy. Mấy triệu. Nghe đâu Út đủ tài khoản chưa được. Được kinh phí quá, có mấy trăm triệu rồi. Ủa tưởng kia 50 triệu tới. Mà 5 triệu đô thôi. 5 triệu đô hả? À 5 triệu đô à. Mới đến chính lại. Thì ok. Trước mặt quan viên hai họ thì không biết là ở đây có ai không có tán thành với cái hôn lễ này không á nhỉ? Đấy là lần mày làm gì nhiều thằng nó không tán thành vậy đây. Ai không tán thành là còng luôn nha mấy sĩ quan. Nhà gái lo được rồi, nhà gái lo được rồi. À ok rồi. Ok. Thì trước cái thánh đường này thì cha chỉ có hỏi hai con thôi. Giờ cha hỏi Ti trước nha. Chu Nhi Hờ Ti, con có muốn lấy Becky làm vợ suốt đời không? Không. Anh Ti nó lớn lên anh Ti ơi. Ôi suy nghĩ rồi. Ôi suy nghĩ rồi. Có rồi. I do. Bay nịch. Lấy đi. Đu lỗi to lên. Nói đi. Được nghe chưa? Nói đi đừng sợ. Nghe được chưa? Ráng. Con đồng ý thưa cha. Ok. Cha giống dạng của ta. Ờ giờ cha hỏi Becky. Con có đồng ý lấy Chu Nhi Hờ Ti làm chồng tới suốt đời không? Đừng lấy ông là giang hồ, Suy nghĩ nữa rồi. Chắc có hả cha? Ông bầu được thôi nha. Chắc có, không chỉ có là có hay không chứ không có chữ chắc con ơi. Dạ có cha. Mình đang ở thánh đường đó con. Dạ. Chắc nữa hả? Ok, dạ, mình nói to, mình nói giọng dạ, mình nói kiểu tự tin lắm con. Dạ có. Không ai ép buộc đâu. Gào lên, không phải ngại. Dạ hai con có mặt ở đây là tự nguyện chứ không phải là có ai ép buộc phải không? Bị ép cái gì chắc đó, mình đó em, chắc mình có em, đó, mình dạ, bị nguyên thành phố ép cưới luôn. Thành phố tổ chức đám cưới mà tụi con còn chuẩn bị không kịp luôn à. Không biết có quá cách. Hỏi ông già ơi, tuyên bố ông già ơi. Tuyên bố, vậy thì tôi tuyên bố. Giờ đây hai con là vợ chồng. Giờ hai con hãy... Ai da. Nhạc đi, bật nhạc. Đám cưới đây.
Trời ơi, đợi kết quả trả xứ nè. Chúng tôi đang bị sạc tiền mọi người. Chờ chút xíu. Trời ơi, trời ơi.